tranh nhau làm bề tôi tốt, Lương Cường sang Bắc Kinh chầu tập. Vào hồi tháng 8, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, theo nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội khóa 15 sẽ bầu lại chức danh Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm 2024. Một số nguồn tin khả tín đánh giá khả năng cao ông Lương Cường, thường trực Ban Bí thư sẽ trở thành tân Chủ tịch nước. Thông thường, vị trí thường trực Ban Bí thư không đủ quyền lực để làm Tập Cận Bình phải chú ý. Ông Tập chỉ quan tâm đến vị trí Tổng Bí thư và những người có khả năng sẽ leo lên vị trí này, bởi đây là vị trí đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tập chỉ cần nắm đầu ông Tổng Bí thư là có thể điều khiển mọi phần còn lại trong Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Trước đây, Tập Cận Bình khá an tâm với một bề tôi trung thành là ông Nguyễn Phú Trọng già nua. Còn nhớ vào năm 2011, khi ông Nguyễn Phú Trọng đã là Tổng Bí thư và biết chắc ông Tập Cận Bình sẽ thay ông Hồ Cẩm Đào. Nhân chuyến thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lúc đó, ông Trọng cho một rừng cờ 6 sao chào đón Hoàng đế Trung Hoa tương lai. Quả thật, sau khi lên nắm quyền tối cao ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đã sử dụng ông Trọng một cách rất hiệu quả. Ông Trọng giúp cho Tập làm cho toàn Đảng Cộng sản Việt Nam phải vâng lời nghe theo ý chỉ của Tập. Ngược lại, ông Tập giúp ông Trọng ngồi ngay vàng suốt đời và cứu sống ông trong vụ đột quỵ tại Kiên Giang, cũng như kéo dài tuổi thọ của ông thêm 5 năm nữa. Khi vừa mới lên Tổng Bí thư, ông Tô Lâm cũng thực hiện nghĩa vụ triều bái sang Bắc Kinh trước đó, rồi mới đi Mỹ sau này. Tuy nhiên, có vẻ như ông Tập vẫn chưa hài lòng với Tô Lâm vì đã làm phản ông Trọng. Đây chính là cơ hội lớn để những kẻ khác trong đảng tranh thủ sự ủng hộ của Tập Cận Bình để mà ngoi lên thành thế lực mới nổi. Vào ngày 11 tháng 10, tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, người được cho là có thể lên Chủ tịch nước, được Tập Cận Bình gọi sang Bắc Kinh. Tất nhiên, đây là cơ hội để trở thành bề tôi tốt nên ông Lương Cường không thể bỏ lỡ. Trong lần đi chầu này, ông được Hoàng đế Trung Hoa ưu ái cho hội kiến cùng. Theo báo chí nhà nước, chuyến đi của ông Lương Cường là để chúc mừng 75 năm Quốc khánh Trung Quốc. Hiện nay, trong quân đội chia làm hai phe lớn, mạnh nhất là phe của Phan Văn Giang. Ông Giang nắm chắc Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Tình báo quân đội, tức Tổng cục 2. Ông Lương Cường thì nắm Tổng cục Chính trị. Đây chính là cơ quan từng giật dây cho dư luận viên đánh vào Đại học Fulbright, một biểu tượng hợp tác giáo dục giữa Mỹ và Việt Nam. Thủ lĩnh trong chiến dịch này chính là tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ông Nghĩa và ông Cường đều xuất thân từ Tổng cục Chính trị quân đội. Đây được xem là nơi có tư tưởng nô lệ Bắc Kinh nặng nề nhất hiện nay. Vào năm 2021, ông Trọng kéo tướng Nghĩa từ Tổng cục Chính trị sang nắm chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhằm điều khiển báo chí nhà nước theo đường lối thân tàu của mình. Đến tháng 5 năm 2024, ông Trọng lại kéo tướng Lương Cường về Ban Bí thư để mà chấn giữ ban này trước các đòn đánh phá của Tô Lâm ngày thêm ác liệt. Ông Trọng nhờ ngả về phía Bắc Kinh nên sau đó đã quật được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là thế lực mạnh nhất chính trường Việt Nam khi đó. Giờ đây có vẻ như ông Lương Cường đang muốn làm điều tương tự trước khi lên Chủ tịch nước chẳng. Chưa chắc ông Tô Lâm đã dám rời xa quỹ đạo của Bắc Kinh. Tuy nhiên, những động thái gần đây cho thấy ông đã khiến cho Tập Cận Bình không yên tâm, đặc biệt là chuyến đi Mỹ tháng 9 vừa qua của ông Tô Lâm. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cũng có chuyến đi Mỹ rất ồn ào. Đây cũng là điều mà Tập Cận Bình không thích. Cả Phan Văn Giang và Tô Lâm đều thực hiện hành động đu dây ngoại giao, chứ chưa chắc là ngả về phía Mỹ. Tuy nhiên, điều đó có thể khiến Tập Cận Bình không yên tâm và rất có thể Tập sẽ xây dựng thế lực khác ngoan ngoãn hơn chăng? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin tranh nhau làm bề tôi tốt, Lương Cường sang Bắc Kinh chầu Tập. Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Thích Trân Quang bị dí vào chân tường, Đại học Luật Hà Nội có nguy cơ lòi mặt chuột. Vào ngày 9 tháng 10, tờ báo Thanh Niên trong nước cho hay,
vụ bằng tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt chưa xử lý thỏa đáng và minh bạch. Theo bài báo, cơ quan quốc hội đánh giá vụ bằng cấp của ông Vương Tấn Việt, tức là Thích Chân Quang, là trường hợp học giả bằng thật. Nó đã làm dậy sóng dư luận xã hội trong và ngoài nước, song chưa được xử lý thỏa đáng và minh bạch, công bố cho toàn dân được biết. Việc Trường Đại học Hà Nội cho ông Vương Tấn Việt hoàn thành học bù là chương trình thạc sĩ lẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ chỉ trong vòng vẻn vẹn có 2 năm. Nó đã cho thấy trường này sai phạm nghiêm trọng trong quy trình đào tạo. Rõ ràng bằng tiến sĩ của ông Việt là bằng thật nhưng quá trình học lại là giả tạo. Nói thẳng ra đây là cách mà các trường đại học bán bằng. Ngay sau khi ông Việt tung clip bảo vệ luận án tiến sĩ thì dư luận đã chỉ ra những luận điểm yếu kém, thậm chí là sai trái trong nội dung luận án này. Không rõ có ai đó đã viết thay hay ông Vương Tấn Việt tự viết ra. Nếu có người viết hộ thì cả người này cũng không đủ trình độ tiến sĩ để có thể bán luận án cho ông Vương Tuấn Việt. Vấn đề là chỉ là sai phạm của một mình ông Vương Tuấn Việt thì vụ việc đã không dây dưa đến bây giờ. Hiện cả bộ máy của chính quyền vẫn đang lúng túng, không biết nên xử lý như thế nào đây. Nếu làm đến nơi, đến chốn thì bắt buộc phải lôi ra cả bộ máy quản lý và giảng dạy của Trường Đại học Luật Hà Nội. Rất có thể đây là một đường dây bán bằng thật, tức là học giả mà trường này đang kinh doanh, đằng sau ánh hào quang của một trường đại học top hàng đầu. Dư luận cho rằng rất nhiều trường đại học danh tiếng ở phía Bắc đang thực hiện những chương trình bán bằng tương tự như thế, thông qua các khóa đào tạo được liên kết để mở ở các khu vực khác nhau, đặc biệt là tại Sài Gòn, nơi hội tụ rất nhiều khách hàng tiềm năng, những người có tiền nhưng lại thiếu văn bằng. Hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện nay rất bát nháo, rất nhiều trường đại học được phép dựng lên, vơ vét sinh viên cho đủ số lượng, rồi đào tạo qua loa và cấp bằng. Từ đó hình thành nên một thành phần có bằng đại học và trên đại học nhưng lại không có kiến thức tương xứng. Ngoài ra các hệ đào tạo khác như hệ tại chức, hệ từ xa, hệ vừa học vừa làm của các trường đại học lâu nay vẫn cho ra đời một lượng lớn cử nhân yếu kém. Đây chính là lượng khách hàng có nhu cầu học lên văn bằng cao hơn mà không muốn hoặc không có khả năng học tập. Họ rất cần bằng cấp cao để mà khoe mẽ hoặc là tiến thân, đặc biệt là trường cơ quan, nhà nước. Việc kinh doanh bằng thật học giả đã tạo ra nguồn thu ngoài lường rất lớn cho các trường đại học có tiếng ở phía Bắc. Trường Đại học Luật Hà Nội có nguy cơ bị phanh phui thông qua vụ bán bằng cho thượng tọa Thích Chân Quang. Đứng trước nguy cơ bị lật tẩy cả ổ thì có khả năng Bộ Giáo dục phải làm lơ đi chuyện này. Tuy nhiên mọi việc không đơn giản như thế. Việc làm lơ vụ tiêu cực xảy ra ở Trường Đại học Luật Hà Nội mấy tháng qua không dễ dàng, bởi dư luận luôn muốn khơi lại vụ này để làm cho ra nhẹ. Dư luận quá mạnh khiến cho Quốc hội phải vào cuộc. Tuy nhiên, để khẳng định đây là cách mà bộ máy nhà nước xoa dịu dư luận hay thật sự muốn xử lý đến nơi đến chốn thì cần phải có thời gian chờ thêm để mà quan sát. Nguyên nhân sâu xa nhất của vụ mua bán bằng tiến sĩ này là ngành giáo dục của Việt Nam đã quá thối nát. Từ đó mới có thể xảy ra những hiện tượng tiêu cực nhằm thu lợi bất chính. Nếu Bộ Giáo dục và Quản lý làm tốt chức năng của họ thì Đại học Luật Hà Nội làm sao dám ngang nhiên bán bằng được. Nếu Đại học Luật Hà Nội làm đúng thì làm sao có thể xuất hiện một ông Vương Tuấn Việt mang bằng đi khoe khắp thiên hạ để mà lừa con nhang đệ tử. Cái gốc của mọi cái gốc vẫn là chế độ này. Chế độ đã quá nát nên nhìn đâu cũng nát, hết thuốc chữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thích Chân Quang bị dí vào chân tường, Đại học Luật Hà Nội có nguy cơ lòi mặt chuột. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết ở nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de